Bức tượng David của Michelangelo, tác phẩm nghệ thuật vượt thời gian. Bức tượng David của Michelangelo không chỉ là một biểu tượng nghệ thuật của thời kỳ Phục hưng, mà còn là một trong những tác phẩm điêu khắc nổi tiếng nhất thế giới. Được tạo ra vào đầu thế kỷ 16, David của Michelangelo không chỉ thể hiện sự hoàn hảo về mặt kỹ thuật điêu khắc, mà còn chứa đựng ý nghĩa sâu sắc, phản ánh tinh thần và giá trị thẩm mỹ của thời đại. Lý do và hoàn cảnh sáng tạo Michelangelo được ủy thác tạo ra bức tượng vào năm 1501 bởi hội đồng thành phố Florence, với mục đích là một tác phẩm trang trí cho nhà thờ Florence. Thách thức lớn nhất mà Michelangelo phải đối mặt là khối đá cẩm thạch khổng lồ, được biết đến với cái tên khối đá khó nhằn, đã bị các nghệ sĩ khác từ bỏ vì nó có nhiều vết nứt. Tuy nhiên, Michelangelo đã nhìn thấy tiềm năng trong khối đá này và đã biến nó thành một trong những tác phẩm điêu khắc vĩ đại nhất mọi thời đại. Thông số kỹ thuật và vị trí David của Michelangelo cao khoảng 5,17m, 17 feet, làm từ một khối đá cẩm thạch duy nhất. Ban đầu, bức tượng được đặt ở một vị trí quan trọng trước dinh thự Vecchio ở Florence, như một biểu tượng của sự độc lập và sức mạnh của thành phố này. Tuy nhiên, để bảo vệ tác phẩm khỏi tác động của thời tiết, vào năm 1873, bức tượng đã được chuyển đến bảo tàng Accademia Gallery ở Florence, nơi nó vẫn đứng cho đến ngày nay một bản sao bằng đá cẩm thạch của bức tượng được đặt tại vị trí ban đầu của nó, trước dinh thự Vecchio. Tranh cãi Kể từ khi được tạo ra, bức tượng David đã trở thành đề tài của nhiều cuộc tranh luận và tranh cãi. Một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất là sự khỏa thân của bức tượng. Trong thời kỳ phục hưng, việc thể hiện sự khỏa thân trong nghệ thuật là một sự tôn vinh vẻ đẹp của con người, nhưng điều này đã không được chấp nhận một cách dễ dàng trong mọi thời đại. Trong một số giai đoạn lịch sử, bức tượng thậm chí đã được che chắn, để tránh gây phản cảm điểm nhấn và câu chuyện huyền thoại david được michael Lanzello miêu tả ở thời điểm trước trận chiến với goliath với ánh mắt tập trung và đầy quyết tâm sự chọn lọc thời điểm này là điểm nhấn độc đáo của michael Lanzello khác biệt với các tác phẩm trước đó thường miêu tả david sau khi đã chiến thắng cách tiếp cận này không chỉ thể hiện kỹ năng điêu khắc phi thường của michael Lanzello mà còn phản ánh một thông điệp sâu sắc về lòng dũng cảm và trí tuệ vượt qua mọi trở ngại dù là khó khăn nhất Bức tượng không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, mà còn là một biểu tượng văn hóa, phản ánh tinh thần của Florence và tầm vóc của con người trong việc vượt qua mọi thách thức. Qua thời gian, David của Michelangelo không chỉ được nhớ đến với giá trị nghệ thuật phi thường, mà còn là một nguồn cảm hứng bất tận cho nhân loại trong việc theo đuổi cái đẹp và sự hoàn hảo.